Đây là cây vẩy ốc bạn nhé. Cây vẩy ốc là một cái loại cây leo bám tường, bám vào thân cây, ký sinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách thức mà chúng ta có thể áp dụng để trồng cái cây vẩy ốc này bạn nhé. Đó, đây là cây cây cao vua và chúng tôi đã trồng các cái cây vẩy ốc ở phía dưới thân, dưới gốc. Và cái cây vẩy ốc này nó đã bám lên. Thì mình chọn cái góc ánh sáng đẹp để các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đó. Ngoài ra còn trồng cả cây thanh long đấy bạn ạ. Nó bám lên tít, tít trên đỉnh. Mình phải đứng đằng nào để cho nó không bị ngược sáng nhỉ? Đó, bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Đó. Ngoài việc bám lên tường thì có thể cho bám lên các cái cây như thế này. Cây vẩy ốc bạn nhỉ? Và các bạn có thể xem trên đường link ở phía trên của video này thì có nói về cái cách nhân giống trồng và nhân giống cây vẩy ốc. Thì các bạn có thể khi mà các bạn đã có các cái cây trưởng thành cây như này rồi thì chúng ta biết cách để chúng ta có thể tự nhân giống các cái cây vẩy ốc của mình ra để trồng ra chỗ khác. Đừng quên đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận các cái video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ về cách trồng, chăm sóc của từng loại cây, loại hoa bạn nhé.